chào bạn, chào mừng các bạn đến với video review sản phẩm của Vinmark. Trong chuỗi các video review về máy gieo hạt thì ngày hôm nay mình sẽ lại lên cho các bạn một model tiếp theo của máy gieo hạt kết hợp với bón phân. Một sản phẩm, một thiết bị đẩy tay khá là đơn giản, giúp bà con nông dân nhàn hơn trong công cuộc gieo trồng. Sản phẩm này thì mọi người có thể nhìn thấy ở đây màu xanh và màu vàng rất là đẹp, được làm từ nhựa cao cấp và chất lượng nhựa ở đây là nhựa ABS rất là tốt trên thị trường hiện nay, vừa an toàn thân thiện với môi trường, độ bền khá là cao trong sử dụng. Chiếc máy này có 14 mỏ, từng cái mỏ mình sẽ thay đổi được khoảng cách của nó. Và Vinmark làm các video review hướng dẫn các bạn về cách lắp cũng như là thay đổi kích thước khoảng cách rất là chi tiết. Và khi mà mọi người mua hàng thì Vinmark sẽ gọi điện trực tiếp hoặc là sẽ gửi video cho mọi người để mọi người có thể thay. Vị trí này thì chúng ta sẽ cho hạt vào đây, các loại hạt đỗ tương, hạt đậu, hạt ngô, tương ứng với các khay hạt khác nhau mình sẽ thay vào ở đây. Sẽ có các khay hạt khác nhau ạ, đánh số khác nhau, ví dụ như số 2 thì có thể là hạt đỗ tương, hạt đậu đen. Cái to hơn một xíu nữa bỏ các cái loại hạt đỗ đậu rồng hoặc là hạt đậu phộng hay là hạt lạc ấy. Hạt ngô, hạt bắp thì mình có thể bỏ vào khay số 1 này, khay số 5 này, loại hạt nhỏ tùy vào kích thước khác nhau. Nó như này thì mình có thể bỏ các hạt đỗ xanh. Trong quá trình mà mọi người làm mà thuận tiện nhất thì mọi người có thể là cho cái hạt vào đây, xong rồi mình hãng lắp các cái khay cho nó chuẩn, và kèm theo là các cái ốc vít rất là tiện. Và với cái khay chứa hạt ở đây thì mọi người có thể bỏ từ 0,6 cho đến 1 kg hạt, tùy vào những cái loại hạt giống khác nhau. Ở bên trên đây, vị trí này thì chúng ta sẽ bỏ phân bón. Cái khay chứa phân bón khá là rộng, khác với những cái dòng mẫu trước đây là nó sẽ nằm đối xứng với khay hạt. Thì mẫu mới này, mẫu 2024 của Vinmark, phần hộp đựng phân sẽ nằm ở phía trên này, mình có thể vừa cho được nhiều phân hơn này. Thứ hai là cái máy của chúng ta sẽ cân bằng trong quá trình mà chúng ta vận hành sử dụng cái sản phẩm này. Không những mà chúng ta có thể gieo hạt, có thể bón phân mà chúng ta có thể lấp được đất luôn. Khi mà hạt đi đến đâu thì chúng ta đẩy cái bộ phận phía đằng sau này sẽ giúp đất sẽ được lấp. Chúng ta chỉ cần đẩy thôi, đẩy đi. Khi mà mỗi một lần đẩy thì các cái mỏ hạt sẽ mở ra và hạt sẽ xả xuống, hoặc là phân cũng vậy, thì phân sẽ theo các cái mỏ hạt sau khi mở thì sẽ đi ra. Sản phẩm này thì mọi người có thể thay đổi được kích thước từ 14 cho đến 32. Khi mà mọi người mua hàng thì nếu mà mọi người cần lắp với cái khoảng nào thì mọi người có thể báo trực tiếp với bạn kinh doanh để các bạn báo cho bộ phận kỹ thuật để lắp luôn cho mọi người. Hoặc khi mà mọi người mua về rồi, trong quá trình mà mình sử dụng mà mình cần thay đổi các cái kích thước thì mọi người có thể liên hệ đến Vinmark để kỹ thuật viên của Vinmark sẽ hỗ trợ mọi người. Với sản phẩm này thì rất là phù hợp cho bà con nông dân, giúp tiết kiệm được thời gian chi phí. Nhờ chiếc máy này mà bà con của chúng ta sẽ nhàn hơn trong việc mà gieo các loại hạt. Biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là mua hàng thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số hotline 024-3838-3456 hoặc truy cập vào website maymocviet.vn. Ngoài mẫu hai chức năng này ra thì Vinmark còn có các loại một chức năng với rất nhiều các cái kích thước, với cái số lượng mỏ hạt khác nhau đang đợi chờ mọi người. Và chỉ cần liên hệ thôi thì Vinmark sẽ tư vấn và hỗ trợ mọi người để mọi người có thể mua được một cái sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp lại trong các video lần sau. Chào tạm biệt.